Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế như ý voi, mẫu vô cùng mới, rất là đẹp. Và có một chiếc đặt mặt bàn rất là được đục thuận buồm xuôi gió, rất là kỹ càng và cẩn thận. Chào mừng quý khách, Ngọc Anh vừa giới thiệu xong với quý khách về bộ bàn ghế như ý voi. Mẫu này là mẫu rất là mới của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Nó là mẫu như ý ngũ phúc. Có tất cả các cái phong thủy ở trong bộ bàn ghế, ví dụ như là cái đi văng của bộ bàn ghế thì ngoài cái việc là đục như ý tay đặc ra thì nó còn cả những cái ngũ phúc lâm môn tài lộc đến từ năm cửa, đó là những con rơi xếp vàng, càm những cái đồng tiền vàng. Trong phong thủy người ta gọi là ngũ phúc, tức là có nhiều cái may mắn, có năm cái phúc. Năm môn tức là tài lộc đến từ năm cửa. Thế thì cái bộ bàn ghế này nó không chỉ là bàn ghế mà nó còn mang được cả phong thủy ngũ phúc vào trong căn nhà của quý khách. Thêm nữa thì nó có cả các cái đục tứ quý, bốn mùa xuân hạ thu đông. Bốn mùa xuân hạ thu đông là bốn quý phát tài, một năm có bốn mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa nào thì cũng có những cái hạnh phúc riêng của nó, và mùa nào thì cũng mang được tài lộc dồi dào, tiền vào như nước. Thế và có những cái kim ngọc mãn đường, vàng bạc đầy nhà, là các cái đồng tiền xếp ở bộ bàn ghế này. Nó xếp từng các cái chuỗi tiền một. Thế đây là một trong những cái bộ mà đục rất là nhiều phong thủy. Và trong bộ bàn ghế khi mà ngồi thì quý khách sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu, thư thái, thong dong. Nhưng mà khi mà để trong nhà thì nó có cả phong thủy nữa. Và đặc biệt là cái bàn của bộ bàn ghế này thì được đục là thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió thì trong phong thủy là tốt nhất trong tất cả các loại phong thủy, bởi vì là ai thì cũng mong là cái cánh buồm no gió khi mà đi ra biển cả. Và cuộc sống con người cũng vậy, lúc nào cũng mong muốn là công việc của mình thật là hanh thông, thật là thuận lợi, có nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và như là một cánh buồm căng gió, đi đâu cũng gặp những điều may. Và thuận buồm xuôi gió nó cũng nói về cái công việc của mình nó rất là hanh thông thuận lợi, được gọi là môi trường, được không khí, được gió thuận duyên để đẩy cho cái mái thuyền nó đi thật xa. Thế thì thường thường là những nhà khách hàng của Hướng Mai họ rất là thích mua những cái bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Và đặc biệt là cái mẫu này thì rất là mới, công ty chỉ làm bằng gỗ mun thôi. Tuy nhiên là gỗ mun thì nó rất là nhiều tiền, nên là có nhiều người thì họ muốn là muốn gỗ hương mà vẫn đẹp, vẫn tốt, vẫn đầy đủ phong thủy như thế mà lại ít tiền hơn. Thì vì vậy là công ty đã sản xuất ra thêm được bộ bàn ghế này năm nay mới ra 2022. Còn những năm trước thì chỉ có mỗi bộ như ý bằng gỗ mun thôi. Một gỗ hương thì bộ này là bộ đầu tiên của năm 2022, nhưng mà thực ra là bộ đầu tiên của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Và hôm nay với một bộ bàn ghế tay chân 12 như ý ngũ phúc năm môn bằng gỗ hương, Hướng Mai và Ngọc Anh xin giới thiệu với quý khách bộ bàn ghế vừa ra của 2022, vô cùng là đẹp, rất là chất lượng tuyệt vời, tới toàn thể gia đình quý khách. Và cầu chúc toàn thể gia đình quý khách có đầy đủ những cái phước duyên, công việc thì hanh thông thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, và có sức khỏe dồi dào, cũng như là có những điều may mắn, an lành, hòa hợp trong gia đình cũng như là trong cuộc sống thì luôn luôn thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của Đồ Gỗ Hướng Mai. Nếu quý khách có quan tâm đến các sản phẩm như là bộ như ý voi này thì hãy tới với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Số điện thoại là 0912 298 044, 0972 514 668. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.